Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất, đến chơihay.vn. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Vậy là sau nhiều tin đồn rò rỉ thì HMD Global cuối cùng cũng cho ra mắt chiếc Nokia 5.4 tại thị trường châu Âu. Đây được coi như là phiên bản kế nhiệm của chiếc Nokia 5.3 mà hãng từng giới thiệu vào tháng 3 năm nay. Sau đây thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tóm những thông tin chính thức về chiếc Nokia 5.4 này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần thiết kế của chiếc Nokia 5.4. Sản phẩm này thì vẫn sẽ có một cái thiết kế vô cùng là quen thuộc đối với những dòng sản phẩm đến từ Nokia. Ở mặt sau của máy thì vẫn có một cụm camera hình tròn giống như thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên màn hình giọt nước ở chiếc Nokia 5.3 giờ đây đã được thay thế bằng màn hình đục lỗ mới mẻ hơn. Với phần nốt ruồi thì sẽ chứa cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel được đặt ở góc phía trên bên trái. Mặt lưng của máy thì sẽ được làm từ nhựa polycarbonate với tổng trọng lượng cụ thể của máy là 180g. Về màn hình thì Nokia 5.4 sẽ được trang bị màn hình IPS LCD với kích thước là 6,39 inch, hỗ trợ độ phân giải là HD+, 720x1560px và tỷ lệ khung hình là 19,5:9. Về khả năng bảo mật thì chiếc Nokia 5.4 này sẽ được tích hợp chúng ta một cụm cảm biến vân tay được đặt ở phía mặt lưng. Về camera ở trên chiếc Nokia 5.4 thì nó sẽ có thông số như sau. Cảm biến chính của máy thì sẽ có độ phân giải là 48MP. Cảm biến thứ hai là cảm biến gốc siêu rộng có độ phân giải là 5MP. Cảm biến thứ ba là cảm biến chụp ảnh macro có độ phân giải là 2MP. Và cảm biến cuối cùng cũng có độ phân giải là 2MP là cảm biến để đo chiều sâu chụp ảnh chân dung xóa phông. Để mang lại trải nghiệm cao cấp hơn về mặt quay video thì HMD Global còn mang đến công nghệ âm thanh audio lên Nokia 5.4 với khả năng khử tiếng ồn của gió. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần cấu hình và hiệu năng của chiếc Nokia 5.4. Chiếc máy này thì sẽ mang cho mình sức mạnh phần cứng đến từ bộ vi xử lý Snapdragon 662 của Qualcomm. Kết hợp với hai phiên bản bộ nhớ RAM bao gồm 4 hoặc là 6GB, 464 hoặc là 128GB. Máy sẽ đi kèm với viên pin có dung lượng là 4000mAh, dùng cổng kết nối và sạc thông qua cổng là USB Type-C. Và chiếc máy này thì vẫn giữ lại chúng ta jack cắm tai nghe 3,5mm. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ chúng ta kết nối 2 SIM này, 4G LTE, Wi-Fi chuẩn AC và Bluetooth 5.0. Chiếc điện thoại này thì sẽ được cài sẵn phiên bản Android One của hệ điều hành Android 10 khi được bán ra và sẽ có một phím chuyên dụng để kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant. Cuối cùng là giá bán và thời điểm lên kệ thì Nokia 5.4 hiện đã lên kệ tại châu Âu với mức giá khởi điểm từ 189€, tương đương khoảng 5,3 triệu đồng cho phiên bản RAM 4GB, ROM 64GB. Trong khi đó thì phiên bản RAM 4GB, ROM 128GB và RAM 6GB, ROM 64GB thì vẫn chưa được công bố. Chiếc điện thoại này thì sẽ có hai biến thể màu sắc cho người dùng lựa chọn, bao gồm xanh lam và tím. Ok, vừa rồi thì mình và bạn đã cùng nhau tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Nokia 5.4 và chắc chắn là trong tương lai nó sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam. Và các bạn sẽ dự đoán mức giá chính hãng của nó tại thị trường Việt Nam sẽ là bao nhiêu? Xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video của bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.